Sau khi nhận thông tin phản ánh của người dân địa phương về tình trạng phá rừng quy mô lớn, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đã có mặt tại rừng phòng hộ Giáp Ranh, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn và xã Canh Liên, huyện Vân Canh để ghi nhận thực trạng cây rừng phòng hộ bị tàn phá. Sau hơn một giờ lội rừng, chúng tôi đã có mặt tại suối Cố. Tại đây là khu rừng phòng hộ thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh. Tiếp tục men theo suối Cố khoảng 40 phút, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy nhiều khu láng trại do lâm tặc để lại với nhiều đồ vật như nồi son quần áo canh nhựa đựng nhiên liệu máy cưa đi sâu khoảng 10 phút bắt đầu ghi nhận nhiều cây rừng cổ thụ đường kính lớn bị tàn sát quan sát tại hiện trường những cây rừng bị cưa hạ trong khoảng một tháng trở lại đây vị trí cây rừng bị tàn phá chủ yếu nằm ở các vùng rừng ven suối cố suối chuối đá trải dông bích mài chỉ trong hơn một giờ đồng hồ lội rừng, chúng tôi ghi nhận khoảng trên 15 cây rừng tự nhiên bị chặt hạ, nằm rải rác các nhánh rừng ven suối. Trong đó nhiều cây rừng đường kính rất lớn, 2 đến 3 người ôm không hết gốc. Theo quan sát, từ phía bìa rừng cách hiện trường không xa, có trạm quản lý bảo vệ rừng làng Cam thuộc ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh, đặt giữa con đường chính ra khỏi rừng đó không xa. Ở phía ngoài có thêm một trạm quản lý bảo vệ rừng khác của hạt Kiểm lâm Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Sơn. Một cán bộ Kiểm lâm phụ trách ở trạm quản lý bảo vệ rừng làng Cam cho biết trước đó đã đi kiểm tra nhưng chỉ phát hiện 4 gốc cây rừng bị phá tại tiểu khu 36 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vân Canh quản lý. Tuy nhiên khi chúng tôi cung cấp các thông tin ghi nhận tại hiện trường về quy mô, số cây rừng bị phá lớn hơn so với báo cáo thì vị cán bộ này cho biết tới đây sẽ báo cáo cụ thể với lãnh đạo để thành lập đoàn kiểm tra lại hiện trường, mới xác định số lượng quy mô để có hình thức xử lý. Ngoài ra các cán bộ nhân viên ở trạm quản lý bảo vệ rừng làng cam cho biết hiện chế độ họ rất thấp, rừng giáp ranh rất phức tạp, trong khi đó lâm tạc thường xuyên đe dọa thậm chí dọa giết, tấn công, khiến tinh thần làm việc của anh em bất an, lo sợ, theo tìm hiểu của phóng viên báo sài gòn giải phóng mặc dù ở đây đặt hai trạm quản lý bảo vệ rừng nhưng hầu như công tác phối hợp còn lỏng lẻo không có kết nối